Đây là cái dipping nha, không phải là khuê lịch nha. Đây. Sao nó mờ vậy ta? Này. Ủa? Cái gì ta? Nó bị mờ mờ. Tại cái mát thấp á, nhìn nó mờ. Bị mờ hả? Ok, hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách làm dip coffin ha. Thì cái này mình làm xong sẵn hết rồi, cho đỡ tốn thời gian anh chị xem nha. Toàn vô nữa, mày vô đây làm gì Toàn? Có nhận đệ tử không anh? Bơi qua đây, bơi qua nha em. Hải nữa chứ. Sao nó bị mờ mờ ta? Hello, hello. Chùi camera hả? Để em chùi cái camera cái nha. Đang vô group nữa chứ. Ok, hello anh chị em nha. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách làm dipping coffin shape móng medium long ha. Đây, cái này thì em làm sẵn hết rồi. Đó, cái này thì em gắn móng giữa cho cái mặt nối móng này nó láng ha. Đây thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách này rất là đẹp nha. Cái shape của nó thì cũng được 70-80% với lại cái móng bột nha anh chị nha, không có hoàn toàn 100% đẹp như cái móng bột đâu, nhưng mà nó cũng được 80%, 80-90% luôn đó ha. Hello Hải, trời ơi, thiệt lạy tụi bay luôn, tụi bay vô phá quá. Ok, hôm nay em sẽ hướng dẫn. Đầu tiên thì em chạy cho nó láng hết rồi, anh chị thấy ha. Đây cái bề mặt đây thì em chạy nó láng hết rồi ha. Đó, nó không còn gồ ghề nữa nha. Đó, thì em sẽ build một cái độ U của cái móng dip. Dạ, anh Toàn Nguyễn. Ừ, trời Linh Phạm nữa kìa. Tôi lạy luôn, tụi bay bơi hết vô. Ok, đầu tiên thì em sẽ sơn 50 ngay chỗ cái phần nối móng nè. Đây ha, cái phần nối móng nè. Đây, bắt đầu em sơn một đường thẳng xuống. Đừng có cho nó ra hai bên hông nha anh chị nha. Em sẽ build cái độ U. Đó. Em dip vô. Thì anh chị sẽ thấy nè. Đó. Em sơn ở một cái lớp ở giữa thôi. Là cái lớp đầu tiên nha. Đây, bên đây cũng vậy. Anh chị em làm cho em hết 10 ngón nha. À, anh chị sơn vậy cho em hết 10 ngón nha anh chị nha. Đây. Cứ làm giống em nha. Để mình build một cái độ cong. Cái natural shape á. Ha. Đây mình sơn ở giữa thôi nha anh chị nha. Tại vì cái dipping này á, mình hạn chế cho nó lem ra ngoài, hạn chế dũa mà. Tại cái dip này là mình rất là hạn chế dũa nha anh chị nha. Nên là nếu mà nó lem ra anh chị dũa rất là khó nha. Tên rồi đã quá, lại với Hải. Bớt chọc anh này mà Hải nha, đang làm việc nha. Ok, rồi. Thì bây giờ cái lớp thứ hai em sẽ sơn lên cao một chút xíu. Đây. Em sơn cao lên một chút xíu. Em đưa xuống. Rồi, hết hai bên tip nha anh chị nha. Em nhúng vào. Đó. Sao nó mờ quá ta, nghiêm coi thử nó mờ không nghiêm. Cái này anh chị không cần phải là sơn thiệt là mỏng nha anh chị nha, không cần phải sơn thiệt là mỏng. Cứ bình thôi, đừng cho nó đùng là được. Rồi, mình nhúng vô tiếp. Đó. Cái cách này rất là hay nha, nhưng mà cũng rất là đẹp luôn nha. Đây mình sơn xuống. Cái này thì mình sẽ làm màu hot pink nha. Màu neon pink á. Bớt chọc lại Hải ơi, bớt chọc lại Hải ơi. Để anh tập trung anh làm là bớt chọc lại Hải ơi. Đây, mình nhúng vô. Đó.
Anh chị cứ đợi một chút xíu, anh chị sẽ thấy cái hiệu quả của em ha. Cái hiệu quả cái cách này nha. Thì cái móng này thì em sẽ làm hai lớp clear. Chùm cuối vô. Hello Huy. Chào Huy. Khỏe không Huy? Cái này nó phá quá. Ok, rồi, cái màu này em được rồi, tao nghĩ ok rồi. Đó. Rồi, cái màu này thì mình sẽ làm cái màu Not Polish 138 nha. Cái màu này tại anh chị biết sao mà em dip không? Thường thường đắp nó sẽ lẹ hơn, acrylic nó sẽ lẹ hơn. Nhưng mà nó bị marble, nó bị clear, nên là mình phải dip thì nó sẽ đẹp màu hơn, nó sẽ chuẩn màu hơn ha. Đây, lớp màu đầu tiên em sẽ sơn lên một chút xíu nè. Đây, em ra bên thiếp nè. Đó, em ra bên thiếp xuống nha. Trời, quỷ Huy nó phá kìa. Quê tên làm Huy ơi. Đây anh chị ha, thấy cái màu rất là đẹp nha. Tuyệt đối nha anh chị nha, làm deep làm sao cho nó thon nhất có thể nha. Tại vì mình không có được vũ nhiều, tại vì vũ nhiều có thể nó bị mất bột ha anh chị ha. Đây. Anh chị nhúng xéo xéo đừng cho để cho cái màu nó bị đùng nha. Đây anh chị thấy ha. Đó. Cái móng dip mình ra rất là thon nha anh chị, thon. Đẹp lắm. Anh chị chịu khó dành thời gian cho em chút xíu để coi hết cái line này ha. Cái này thì em chỉ hướng dẫn và không có quảng cáo gì trong đây hết nha. Tuy em bán đồ nhưng mà em ít quảng cáo lắm, ít đăng, ít nói, ít quảng cáo lắm. Anh chị nào mua ủng hộ thì bán chứ còn ít đăng lắm. Rồi tiếp tục với công việc. Huy ơi, Huy có gì về nhắn tin đi. Huy ơi, mày phá quá. Huy tụi bay phá vừa phải đi. Này. Mình nhúng xéo vô nha anh chị nha. Đừng. Dạ, nó dính cái gì vậy? À, nó dính cái này anh chị nha. Không biết cái gì đây, để lấy ra đó. Rồi. Ok Huy, ok, về gọi. Về tao gọi cho. Rồi tiếp tục nha. Đây, một cái này nữa, một cái mẹo nhỏ nữa. Khi mà anh chị đặt một cái cọ lên để mình sơn á, ví dụ như cái này là 70% móng đi, ở giữa này 70% móng, nhưng mà mình ra đây á còn 60 thôi nè anh chị, cho nó có một cái độ bầu nha. Đó, nó có cái bầu, nó có cái độ bầu, độ tròn ở trên đây nè. Đó, ra bên hông thì 60 mà ở trên đây thì 70 nha. Rồi nhúng vô. Tại vì mình hạn chế nó lem ra ngoài khóe. Hạn chế nhiều nhất có thể nha anh chị nha. Đó, mình phủ xuống. Đây anh chị thấy nó rất là đều nè. Nó có cái độ u nữa, nó có độ khơ nữa nha. Cái màu này thì sơn shiny thì rất là đẹp. Đây mình lên một chút xíu nè. Mình giống như vậy luôn nha anh chị nha. Đây. Chị thấy nó thon không? Trời ơi, nãy Huy giờ con Linh nữa. Ok. Tiếp tục. Mình lên, dâng lên một chút xíu. Hạn chế bị lem khóe nhất có thể nha anh chị nha. Hạn chế nhất có thể cho em nha. Đây mình nhúng vô. Đó. Cái này thì em sẽ làm 4 lớp màu. Cái bột, làm bột thì mình sẽ làm nhanh hơn nha anh chị nha. Còn cái dip này thì mình làm lâu hơn một chút xíu.
Hôm nay có bạn Andrei qua thăm mừng hết lớn. Có thằng Bi qua thăm bạn tốt quá. Mình làm cái cách này thì cái tay của khách đó nó đẹp lắm. Nó rất là natural ha. Nó có độ khơ, anh chị thấy nè, nó có độ cong mà ha. Đó. Mày phá nữa nghiêm. Mày mấy anh kia rồi giờ tới mày nữa nghiêm. Rồi, tiếp tục. Đây, bắt đầu là cái này thì mình sơn gần sát cuticle nè. Đó, lúc này mình mới ra hết. Ở cái tay khách khóe tới đâu thì mình ra hết khóe tới đó cho anh chị nha. Đó. Rồi mình nhúng vô. Cái lớp này á, thì mình để lâu hơn một chút xíu cho nó rút màu nha anh chị nha. Sao mấy này line của mình sao nó mở ta. Này mình sẽ sơn sát khóe vừa phải thôi nha anh chị nha. Đừng để nó lem xí anh chị vũ nó rất là cực nha. Đây. Sát xuống nha. Rồi. Nhúng vào anh chị thấy ha. Đó, nó rất là thon nè. Thì mình làm cái cách này nó thon lắm mà nó có cái độ u, độ khơ natural. Rất là đẹp. Xí em sẽ quay cho anh chị em xem nha. Đây mình hạn chế lem hai bên khóe nha. Lâu lắm rồi mới làm dip lại nha anh chị nha. Cũng bao nhiêu năm rồi ta? Chắc cũng 3 năm rồi đó. 3 4 năm gì rồi đó. Năm trước nào mày? Làm gì có. Thằng này cũng mày bớt tào lao đi. Trên YouTube tao là cũng 3 4 năm rồi đó mày. À. Hello hello. Nay thấy mấy anh em làm bột đẹp quá, nay mình chuyển qua dip luôn rồi. Nay thấy mọi người làm bột đẹp quá, nay mình chuyển qua dip luôn rồi. Michael khỏe không? Đây. Cái cách dip này thì rất rất là đẹp nha. Tại cái móng dài này buộc phải lâu thôi à, chứ không có nhanh được. Mấy cái móng dài này. Quỷ Toàn nãy mày ra giờ mày vô nữa Toàn. Bớt nhây, bớt nhây, bớt nhây. Thằng quỷ kia đắp bột đẹp quá nữa kìa. Làm nêu gặp gì đâu không á. Ừ, gặp neo toàn là dính vô ăn nhậu không à. Đó, xong. Rất là đẹp ha. Mình nhúng vô thêm một lớp. Lớp này là lớp cuối cùng nha anh chị nha. Lớp này là lớp cuối cùng. Hờ, làm dip bán ngọt vậy anh ơi. Lâu lắm rồi cũng không làm dip em. Kiếm lại tay nghề chứ dạo này nhiều người đắp đẹp quá, mình đắp hết được đẹp rồi. Giờ mình chuyển qua dip mới được. Ừ, ta đang cho anh Nguyễn hả? Giọng thằng nào vậy anh? Giọng nghiêm á. Bao lâu mới dip được giống như vậy thì cho. Trời ơi, nói cái gì vậy? Bao lâu? Cái này chắc Michael chắc làm cái chừng nửa tiếng rồi là làm được chứ gì đâu mà anh cứ phá hoài. Ủa. Anh chị tham khảo nha. Mình coi cái này để anh chị tham khảo. Để có gì ví dụ như mình có những cái anh chị nào á mà không có làm bột á
mà vô mà gặp díp móng dài thì anh chị có thể làm bằng cái cách này nha, theo cái cách này của John. Shape thì nó sẽ không có hoàn toàn giống như của bột đâu, tại vì của bột mình giũa nhiều được, còn cái này mình hạn chế giũa mà, nên là nó sẽ không có perfect bằng bột đâu, nhưng mà nó cũng được 8-90% đó, không ít hơn đâu ha anh chị ha. Anh dip mấy lớp mà thon đẹp vậy anh? À, cái này là 4 lớp, cái này là 4 lớp màu, 2 lớp clear nha. 5 lớp màu, 10 lớp clear. Nhưng mà cũng rất là dày nha anh chị nha, không có mỏng đâu. Nhìn nó thon, nhìn nó gọn vậy thôi chứ không có mỏng đâu ha. Đây, cái lớp này là lớp cuối cùng nè. Anh chị sẽ thấy ha, đó. Anh chị thấy nó dày không? Nó có cái độ khơ nè. Không. Đây. Rồi. Mình sẽ phủi xuống nha. Đắp bột thì mình đắp nó nhàn quá rồi. Giờ mình chuyển qua dip đi. Ra lại thường đi hả? Dạo này không ra live thường được, bận đi rừng ấy. Ấy chết cha, lộn cái này là mình bỏ số 3 mà mình cầm lộn cái chai số 2 rồi, lỡ mình sơn luôn thiệt tình á. Mình bỏ số 3 nha anh chị nha, mình bỏ số 3 mà mình bỏ lộn số 2 rồi. Đây mình sẽ bỏ, anh chị thấy ha, nó rất là thon nè, mình chỉ giũa hai bên khóe một chút xíu là nó rất là đẹp ha. Đây. Đó. Rất là thon nha anh chị nha. Nếu mà anh chị nào kỹ thì bỏ số 2 giống như vậy cũng được nha. Nếu mà anh chị nào kỹ. Đừng xóa like nha anh. Em chưa coi được khúc đầu làm sao để cong đẹp vậy. Ok luôn. Rồi tới luôn cho anh. Đây nha. Đây là cái bộ móng mình làm trước rồi, nhưng mà khách này thì nó muốn sơn matte top. Đây. Sao cái điện thoại mình lâu nó bị mờ ta. Đây nha anh chị nha. Cái này thì mình làm xong trước rồi. Đó, rất là thon, rất là đẹp ha. Đây. Anh chị nhìn ha. Nó cũng dày nha anh chị nha. Nhìn ở phần móng nè, rất là thon nhưng mà nó cũng dày nha, không có mỏng nha. Đây. Đó. Thì cái này dip thì tất nhiên là nó sẽ không có hoàn toàn giống bột 100% được. Đó. Cái này sơn top shiny thì nó rất là đẹp. Nếu mà sơn shiny thì nó rất là đẹp. Đó. Ok, rồi mình tiếp tục hướng dẫn tiếp nha. Đây, mình bỏ vào. Đây, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho anh chị nha. Ok, thì bây giờ thì mình nghĩ chắc nó sẽ khô rồi. Mình check thử nha. Đây, rồi, nó khô rồi nha. Thì bắt đầu mình sẽ giũa nhẹ ở bên mép vô. Đây. Mình giũa nhẹ hai bên hông vô. Nhẹ thôi nha anh chị nha. Rồi, mình ép. Mình ép cái thân nè. Anh chị thấy cái thân nó nù không? Để mình dùm một chút xíu nè. Đây, anh chị thấy cái thân nó nù nè ha. Đây, cái thân này nó nù. Mình ép cái thân qua. Hạn chế giũa nhiều nha anh chị nha. Anh chị nhìn em giũa vậy thôi chứ em nhẹ tay lắm. Không dám mạnh tay. Tay đó hình như anh đắp đúng không ạ? Chỉ có đắp mới đẹp vậy thôi. Bớt phá lại, anh dip á. Mới dip xong đó. Trời ơi. Chết luôn á. Anh đang nghe có mấy bạn anh ngồi ở đây luôn nè. Nói một cái cho nó trung thực cái đi. Đắp đi, mới đắp cái bàn kia đó. Có mấy bạn bán đứng như đồng đội thiệt chứ. Đây. Nói chung là mình hướng dẫn thì cái line này thì nó sẽ hơi lâu một chút xíu. Đó, nó hơi lâu một chút xíu. Chứ bình thường thì mình làm cũng lâu rồi. Quỷ bi á.
Thì bước ra đây chơi lại nha Bi nha. Đây anh chị thấy ha. Đó, thon gọn nha anh chị nha. Bên hông thôi chứ mép nghe khó chịu quá. Bên mày có mưa không đạt. Quỷ Huy nữa. Không nha, bên đây đang nắng. Này mình ép hai bên hông vô. Rồi, tiếp tục bên đây. Anh chị thấy bóng nó đẹp lắm, bóng nó rất là đẹp nhưng mà khách nó muốn mé. Nhẹ nhẹ tay. Đó. Cho em xem mặt bạn nữ được không anh Quỷ Hải? Thì quỷ tay này đắp một cục đó. Ok, một cục mà nhiều lớp nha. Ok, thì cái dipping á, thì mình sẽ không có dũa máy nhiều nha. Mình chỉ chạy sơ sơ, phớt phớt, nhẹ nhẹ thôi. Chứ mình chạy máy nhiều nó sẽ bị mất bột nha anh chị nha. Đừng chạy máy nhiều. Cái bột này, cái màu này thì nó sẽ không có mất bột đâu. Nhưng mà mình kỹ một chút xíu ha. Đây, anh chị sẽ thấy ha. Đó. Cái này là dipping nha. Đây, dipping nha. Rồi, mình sẽ dùng cái chạy mịn. Mình sẽ chạy critical sơ nhẹ qua cái thôi nha. Sơ thôi. Này, đi sơ nhẹ lên cái critical nè. Rồi, mình chạy xuống dưới. Tụi bay phá quá thiệt á. Đó, thì hồi nãy như em đã nói á, nếu mà anh chị bỏ cái số 2 này vô á, bỏ cái số 2 này vô thì anh chị sẽ thấy cái lớp bóng này, mấy cái lớp bóng này là nó chưa có đều nè. Ha, anh chị cứ đặt giữa đi nhẹ, khi nào nó ăn hết cái lớp bóng là nó đều cái tay của khách rồi ha. Này. Này anh chị thấy ha. Cái shape dipping cũng rất là đẹp nha. Nó không có thua gì bột máy đâu nha anh chị nha. Này. Dip không đã gọn rồi, nên là anh chị không có cần phải lo. Cái này mà sơn shiny top nữa thì rất là đẹp. Đó, mình chỉ phớt nhẹ thôi. Anh chị thấy không, nó không có, mình không có đè nha. Tuyệt đối là em không có đè nha. Nếu mình đè là nó hư đó. Không có đè nha anh chị nha. Ủa, tôi đang làm neo mà mấy cha, vô đây mưa với gió vậy đây. Đó. Rồi, anh chị cho em một cái ý kiến đi à. Cho em cái ý kiến mà anh chị cảm thấy cái cách này có hiệu quả, có ok với anh chị không? Cho em cái ý kiến đi chứ. Vậy cui. Vậy cui đẹp quá anh. Má thằng quỷ. Rồi đi chỗ khác chơi nha Vy nha. Bạn Bi đừng có phá mình nữa mà. Thiệt. Năn nỉ luôn á. Chuẩn bị ra Út Đạt rồi đó nha. Đó, xong. Nhìn cục bột
chắc khó gãy, đẹp quá. Lai thường đi em ơi. Lai thường nhưng mà sợ không có ai ủng hộ chứ. Đây anh chị sẽ thấy ha. Đó. Cái màu này rất là đẹp, cái màu này shiny rất là đẹp. Em bảo đảm với anh chị là cái màu này shiny đẹp cực kỳ, nhưng mà khách nó muốn matte nha. She like matte. Đấy. Này. Đây, thì mình sẽ chỉnh sửa lại cái shape cho nó thẳng một chút xíu nè. Đây. 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 Anh chị ha. Đây là dipping nha anh chị nha, không phải là bột nha. Đó, nó có độ cong nè. Chị thấy nó có độ khơ. Đó. Thì anh chị có cái ý kiến như thế nào? Anh chị nhớ để dưới bình luận nhé. Đây. Anh chị thấy như thế nào thì cho em cái ý kiến nha. Để dưới bình luận nha. Đó, cái màu rất là đẹp. Nay bị đặt đeo qua tay nữa trời. Trời, khi nào tao like mà không mang qua tay mày thằng quỷ. Tay ghê quá mà, tay xấu quá mà. Để làm chi? Đây, anh chị thấy cái màu nè. Shiny rất là đẹp. Đó. Rồi. Mình sẽ dùng cái mat top cup của JN. Đây, cái mat top cup của bên mình nha. Thì anh chị nào có nhu cầu thì cho em quảng cáo chút xíu. Đây. Có order thì cứ inbox em nha. Sao mà nó cứ bị mờ á ta. Tụi bay bớt phá tao lại được không tụi bay? Phá quá phá. Gì? Huy cũng phải phẫn nộ. Hả? Huy cũng phải thả phẫn nộ. Phẫn nộ. Quỷ kìa, mày bớt phá này Huy ơi. Có mấy thằng bạn nó nhây dễ sợ nhây luôn. Mấy thằng bạn nó nhây dễ sợ. Chỗ làm nail ăn nhậu rồi qua tí về đi gọi sau nha. Phá dễ sợ. Rồi. Hỏi trước khi bỏ mát lên là bỏ cái gì? Bỏ cái gì là bỏ cái gì? Số 3 gì? Số 3 thôi, number 3, dipping. Rồi. Bên Đạt có cạo. Đạt chỉ cờ. Tao sợ nó thiệt chứ mấy thằng này. Ok nha anh chị nha. Rồi, mình đã xong thì cái này thì mình bỏ oil lên thì rất là đẹp, nhưng mà nó sẽ bị dính vô cái top nha anh chị nha. Em sẽ cho nó đi rửa tay. Bán em một bộ đi anh cho nó ok luôn, bán hết luôn. Ok, missy. Đây nha anh chị nha. Uh-uh.
Sao nó tối vậy ta? Sáng sáng lên chút này. Đây anh chị ha. Đó. Ừ. Đây nha anh chị. Đây. Này là dipping nha, không phải đắp mà là dipping. Đó. Đây. Thon đẹp nha anh chị nha. Ok, rồi, cảm ơn anh chị nhiều nha. Đây. Ok, thank you anh chị, em tắt like nha. Mấy bạn em phá quá. Ok, bye bye anh chị.